Chào các bạn, tôi là Thi Văn, hiện là cán bộ giảng dạy của khoa công nghệ thông tin. Hôm nay tôi xin được phép trình bày với chúng ta một số nội dung liên quan đến các cái vấn đề về kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet. Thì nội dung của phần trình bày này có các cái phần như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói qua về lý do tại sao chúng ta phải tìm kiếm thông tin trên Internet. Thứ hai là chúng ta sẽ đi về những cái nội dung liên quan đến việc tìm kiếm trang web, tìm kiếm nội dung là văn bản. Phần thứ ba là chúng ta sẽ nói qua về làm sao để chúng ta tìm kiếm hình ảnh trong các cái kho tư liệu cũng như là các cái video, đặc biệt là những cái video hướng dẫn, video bài giảng học trực tuyến vân vân. Phần thứ tư là chúng ta sẽ nói về vấn đề tìm kiếm tài liệu và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái phần tổng kết lại những cái nội dung mà chúng ta đã tìm hiểu qua. Thì như chúng ta đã biết thì hiện nay Internet nó là một cái kho, có thể nói là một cái kho vô tận. Trên đó có rất nhiều tài liệu. Chúng ta gần như chúng ta muốn tìm một cái thông tin hoặc là một cái nội dung, một cái tài nguyên gì đó trên Internet thì chúng ta đều có thể tìm được. Vấn đề là cái kho đó vì nó quá lớn cho nên là cái việc mà chúng ta tìm được cái mà chúng ta đang muốn có, cái chúng ta cần, nó cũng là một cái vấn đề. Thì hiện tại chúng ta có rất nhiều các cái công cụ hỗ trợ tìm kiếm trên web phổ biến, ví dụ như chúng ta có là Google nè, Yahoo, Bing hoặc là những cái công cụ tìm kiếm khác, Facebook, YouTube vân vân, họ cũng hỗ trợ chúng ta trong cái việc là tìm kiếm thông tin. Thì trong phạm vi của cái phần trình bày này thì tôi xin được phép giới thiệu chủ yếu tập trung vào một cái công cụ tìm kiếm mà gần như ai chúng ta cũng biết hết, đó là Google. Thì có thể nói là Google hiện nay là cái công cụ tìm kiếm mà mạnh nhất trên thế giới. Và Google hỗ trợ chúng ta tìm kiếm rất nhiều các cái nội dung khác nhau trong những cái lĩnh vực khác nhau. Xuất phát của nó thì như chúng ta đã thấy ở đây thì cái trang chủ của Google là một cái trang vô cùng đơn giản, chỉ có một cái ô để chúng ta nhập chữ vào. Cái nút mà để ghi âm nhập tìm kiếm bằng giọng nói thì cái này nó mới xuất hiện trong thời gian gần đây thôi. Và một cái nút tìm, hoặc là chúng ta có thể không cần sử dụng cái nút này nữa, chúng ta chỉ cần nhấn Enter thôi. Như vậy, từ một cái trang rất là đơn giản như thế này, làm sao chúng ta có được cái mà chúng ta muốn? Cái đó nó phụ thuộc nhiều vào cái kỹ năng, những cái gì mà chúng ta nhập vào trong cái ô này để nó ra được cái kết quả, thì đó chính là cái nội dung của phần trình bày ngày hôm nay. Thì phần đầu tiên trong các cái nội dung tìm kiếm thì tôi xin giới thiệu qua về tìm kiếm văn bản, hay chúng ta còn gọi là tìm kiếm trên trang web. Thì trong nội dung cái phần này thì chúng ta sẽ có những cái bước để làm sao chúng ta tìm được một cái nội dung là văn bản ở trên Internet. Thứ hai, chúng ta sẽ nói về làm sao để chúng ta chọn được cái từ khóa cho nó thật sự là tốt. Tại vì những cái gì mà chúng ta gõ vào trong cái ô tìm kiếm của Google đó, nó sẽ quyết định cái kết quả cho ra cho chúng ta là nó có phù hợp hay không, nó thực sự là có cái mà chúng ta đang muốn có hay không. Và vấn đề thứ ba là chúng ta sẽ nói về làm sao chúng ta khai thác sử dụng được những cái cú pháp mà Google nó hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta có thể tăng cái hiệu quả của việc tìm kiếm. Thì chúng ta biết cái các bước thực hiện khi mà tìm kiếm một cái văn bản trên trang chủ của Google thì nó cũng khá là đơn giản. Trước tiên là chúng ta phải nghĩ ra và chúng ta lựa chọn một cái từ, chúng ta gọi là từ khóa, tức là cái từ mà chúng ta dùng để nhập vào trong ô tìm kiếm và yêu cầu Google tìm kiếm cái nội dung liên quan đến cái từ mà chúng ta đã gõ vào đó. Sau khi chúng ta nghĩ ra được cái từ khóa rồi, chúng ta nhập vào thì chúng ta cứ nhấn nút tìm thôi. Bên dưới nó sẽ hiện ra một số cái kết quả, một số ở đây là nói giảm nói tránh rồi đó, chứ còn thực ra thì nó có thể lên tới hàng tỷ kết quả khác nhau. Như vậy chúng ta làm sao để chúng ta xem xét các cái kết quả tìm thấy này để biết là trong cái kết quả đó nó có những cái nội dung mà chúng ta muốn tìm hay không một cách nhanh nhất. Và nếu như mà chúng ta sau một thời gian xem xét các kết quả thì tí nữa tôi sẽ nói là mình sẽ xem xét bao lâu, bao nhiêu cái thì là vừa. Chúng ta sẽ lặp lại cái bước 1, có nghĩa là chúng ta sẽ nghĩ ra hoặc là chúng ta điều chỉnh lại cái từ khóa cho nó phù hợp hơn, cho nó tốt hơn. Và chúng ta lặp lại các bước cho đến khi chúng ta tìm được cái nội dung mà chúng ta mong muốn. Thì cái trang chủ của Google thì chúng ta hình dung là nó giống như thế này ha, nó giống như thế này.
Đó, rất đơn giản như thế này thôi. Thì trước đây truyền thống á, là chúng ta muốn nhập cái gì là chúng ta phải gõ vào. Ví dụ như ở đây tôi gõ vào một cái từ khóa là computer đi. Thì computer khi chúng ta gõ xong chúng ta nhấn enter. Thì ở đây chúng ta quan sát kết quả. Thì bây giờ là chúng ta thấy là nó xuất hiện thêm những cái về địa điểm, quảng cáo vân vân. Thì những cái này do Google họ thu tiền quảng cáo cho nên họ hiển thị lên đây. Chứ còn cái kết quả thực sự của nó là bắt đầu nó nằm từ phía dưới này. Thì chúng ta biết là mỗi một cái trang như vậy nó có thể hiện ra 10 cái kết quả hoặc là 20 kết quả hoặc là nhiều hơn tùy theo chúng ta chỉnh. Thì ở đây chúng ta cứ mặc định coi như là 10 đi. Thì ở phía dưới nó sẽ có rất là nhiều trang, mỗi trang như vậy là 10 kết quả. Và có tất cả bao nhiêu trang thì nó tùy thuộc vào cái tổng số kết quả mà chúng ta có. Thì chúng ta có thể nhìn lên trên đầu á, nó hiển thị ra đây cái con số này. Với cái từ khóa computer thì Google trả về cho chúng ta khoảng hơn 5 tỷ 3 cái kết quả khác nhau. Như vậy con đây là một con số rất là lớn. Và chút nữa cái vấn đề về chọn từ khóa tôi sẽ nói kỹ hơn. Ví dụ mình chọn những cái từ khóa rất là chung chung hoặc là nó ngắn như thế này thì cái số lượng kết quả mà cho ra nó sẽ rất nhiều. Và như vậy cái việc mà chúng ta lọc lại, chúng ta lựa trong số hàng tỷ kết quả như thế này để tìm được cái chúng ta mong muốn nó sẽ rất là khó khăn. Đó là vấn đề về chọn từ khóa và chúng ta sẽ nói về những cái kỹ thuật. Thì quay trở lại cái phần nội dung tí xíu thì ở đây là chúng ta sẽ có là cái chọn từ khóa thì nó dựa trên những cái gì. Thứ nhất là chúng ta phải nói về vấn đề ngôn ngữ. Thì trước đây á, khi mà Google mới ra đời thì cái việc mà tìm được những cái tài liệu bằng tiếng Việt hoặc là gõ từ khóa bằng tiếng Việt vào trên Google để tìm á, thì nó rất là hạn chế. Nhưng mà hiện nay á, thì là chúng ta đã tìm được rất là nhiều cái tài liệu bằng tiếng Việt, những cái văn bản bằng tiếng Việt ở trên Google rồi. Cho nên chúng ta có thể chọn là tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Thì tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì cái ngôn ngữ nó nằm ở phía dưới này. Có thể là tiếng Pháp hoặc là một cái thứ tiếng gì đó chúng ta chọn. Còn nếu như mà chúng ta không muốn gõ vào thì hiện nay Google nó hỗ trợ cho chúng ta trong cái chuyện mà tìm kiếm bằng giọng nói. Thì cái việc tìm kiếm bằng giọng nói này nó chỉ làm cho chúng ta nhập liệu, nhập cái từ khóa vào nhanh hơn thôi. Chứ thực ra thì nó cũng không phải là một cái tính năng gì gọi là quá cao siêu. Đây tôi làm thử cho chúng ta xem ha. Ví dụ ở đây nó sẽ ra kết quả như thế này. Ví dụ như tôi sẽ nói từ khác, sư phạm kỹ thuật. Đấy, thì cái những gì mà chúng ta nói vào trong cái Google này thì nó sẽ tự dịch lại thành từ khóa và nó sẽ sử dụng cái từ khóa đó để tìm kiếm và hiển thị ra kết quả bên dưới cho chúng ta. Giống như là chúng ta gõ vào vậy thôi. Nó chỉ là một cái cách nhập liệu nhanh hơn, nhập từ khóa nhanh hơn thôi chứ cũng không có gì đặc biệt ha. Nếu mà chúng ta dùng điện thoại hoặc là những cái thiết bị có ghi âm thì chúng ta dùng cái này nó sẽ nhanh hơn. Thì đó là vấn đề về ngôn ngữ. Chúng ta có thể là nói tiếng Anh, dùng tiếng Anh cũng được. Và sau này thì khi mà chúng ta tìm những cái tài liệu thì có một số cái nội dung chúng ta tìm bằng tiếng Việt nó sẽ không có hoặc là nó rất khó tìm. Vì bản thân những cái tài liệu đó là nó chưa có trên ngôn ngữ là tiếng Việt. Thì lúc đó gần như bắt buộc là chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh. Tiếng Anh. Lấy ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ tôi có một cái từ là CPU đi. Tôi muốn biết là cái từ CPU này á, là nó viết tắt cho từ cái chữ nào. Thì chúng ta, ví dụ như chúng ta gõ CPU viết tắt chẳng hạn. Viết tắt của cụm từ nào. Ở đây nó có gợi ý thì những cái tính năng gợi ý này nếu chúng ta sử dụng thì nó cũng sẽ giúp chúng ta nhập cái từ khóa vào một cách nhanh hơn ha. Thì ở đây chúng ta có là đó, CPU nó là viết tắt của cụm từ nào. Thì đây là chúng ta đang dùng bằng tiếng Việt. Nhưng mà nếu như mà giả sử tiếng Việt mà nó không ra kết quả thì bây giờ chúng ta muốn viết cái từ để tiếng Anh đó, để chúng ta tìm cái đó thì chúng ta dùng gì. Ví dụ như ở đây chúng ta sử dụng cái chữ là stand for chẳng hạn. Thì cái này là vấn đề về ngôn ngữ ha. Vấn đề về ngôn ngữ. Lưu ý là có những nội dung chúng ta gần như bắt buộc phải sử dụng từ khóa là ngôn ngữ tiếng Anh thì chúng ta mới có thể tìm ra được những cái nội dung mà chúng ta mong muốn. Chứ còn nếu chúng ta sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt thì có thể là rất khó hoặc là không tìm được. Vấn đề thứ hai là độ dài của cái từ khóa. Thì như chúng ta biết rồi là cái từ khóa mà càng chung chung, càng ngắn thì nó sẽ cho ra càng nhiều cái kết quả.
mà chúng ta chọn một cái từ khóa nó càng dài, nó càng chứa nhiều nội dung, nó gồm nhiều từ, thì cái kết quả thu được của chúng ta nó sẽ cô động hơn, nó sẽ tập trung hơn. Thì tôi làm thử một cái ví dụ về độ dài của từ khóa để chúng ta thấy được cái kết quả nó như thế nào ha. Thì ở đây chúng ta sẽ gọi là quay trở lại cái ví dụ về từ khóa là computer khi nãy. Thì khi chúng ta gõ vào computer không như vậy thì kết quả nó ra khoảng hơn 5 tỷ cái kết quả khác nhau. Rồi, bây giờ nếu mà chúng ta muốn tìm cụ thể hơn, ví dụ mình gõ là desktop computer chẳng hạn. Thì desktop computer là máy bàn, máy tính bàn. Thì như vậy khi chúng ta dùng cái từ khóa nó dài hơn, nó gồm nhiều từ hơn, thì kết quả bây giờ ở đây nó còn lại khoảng 1 tỷ 7. 1 tỷ 7 cái kết quả liên quan đến cái từ khóa này của chúng ta. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta chi tiết hơn nữa, chúng ta nhập vào một cái từ khóa nó dài hơn hoặc là nó chứa thêm những cái thông tin nữa, thì ví dụ như máy tính để bàn mà liên quan đến của hãng IBM chẳng hạn, thì nó còn khoảng 46 triệu thôi. Và cứ như thế, nếu như mà chúng ta tăng cái độ dài của từ khóa này lên thì cái số lượng kết quả mà Google nó trả về cho chúng ta đó, nó sẽ nhỏ đi, nó sẽ ít đi, nó sẽ tập trung hơn, cô động hơn. Và như vậy là chúng ta có khả năng là chúng ta sẽ tìm được cái mình muốn tìm dễ dàng hơn ở trong danh sách các cái kết quả mà nó hiển thị phía dưới này. Thì nói một tí về cái vấn đề mà xem xét các cái kết quả hiển thị, chúng ta biết là kết quả ở đây thì sơ sơ nó cũng có khoảng 45, gần 46 triệu cái kết quả khác nhau. Mỗi một trang như vậy, ngoài những cái hình ảnh, hay hình ảnh này chúng ta sẽ nói sau, thì mỗi một trang như vậy nó hiển thị được 10 kết quả. Thì chúng ta thử tính xem coi là tổng cái số trang mà nó có ở dưới này sẽ là bao nhiêu trang. Rất là nhiều đúng không ạ? Rất là nhiều trang. Thì như vậy thì chúng ta thường á là chúng ta xem xét là trong 10 cái kết quả đầu tiên. Nếu trong 10 kết quả đầu tiên đó mà chúng ta cảm thấy là nó không phát hiện ra được cái mỗi cái kết quả như vậy, nếu mà chúng ta muốn xem cụ thể chi tiết thì chúng ta có thể nhấp chuột vào, hoặc là chúng ta có thể nhấp phải chuột, chúng ta mở nó trong một cái tab mới để không ảnh hưởng đến cái kết quả tìm kiếm của mình ở đây. Mình mở nó qua một cái trang mới, mình xem coi nội dung thực sự ở trong này, chi tiết ở trong này nó có cái chứa cái gì mà mình cần hay không. Thì cái thủ thuật thông thường thì tôi có thói quen là hay mở những cái kết quả này trong cái tab mới, và cái trang tìm kiếm vẫn để đó để chúng ta có thể qua những cái trang số 2, số 3, vân vân. Nhưng mà riêng bản thân cá nhân tôi thì tôi thấy là nếu như mà trong vòng 3 cái trang đầu tiên, có nghĩa là khoảng 30 cái kết quả đầu tiên sau khi chúng ta gõ từ khóa vào, chúng ta tìm mà nó hiện ra cho chúng ta đó, mà tôi không tìm thấy được cái nội dung nào mà liên quan đến cái phần tôi cần tìm, thì tôi sẽ không tiếp tục tìm qua những cái trang thứ tư, thứ năm nữa, mà giải pháp thường dùng là tôi sẽ nghĩ ra một cái từ khóa mới, hoặc là tôi sẽ tìm cách điều chỉnh cái từ khóa này để tìm lại làm sao để cho nó tốt hơn. Tại vì cái từ khóa mà chúng ta dùng ở đây, chúng ta tìm mà trong top 30 cái kết quả mà khớp nhất với cái từ khóa của chúng ta mà không có cái chúng ta tìm cần tìm, thì chúng ta có thể phải nghĩ tới một cái từ khóa khác hoặc là thay đổi cái từ khóa này đi. Thì đó là vấn đề thứ hai, vấn đề về độ dài của từ khóa. Vấn đề thứ ba là khi mà chúng ta muốn chọn xem coi cái từ khóa chúng ta là tìm chính xác hay là gần đúng. Ví dụ như chúng ta muốn tìm cái newest IBM desktop computer, thì ở đây á, là chúng ta coi như là tìm chính xác. Nhưng mà những cái tài liệu, những cái trang web mà nó trả về cho chúng ta đó, là nó sẽ chứa đầy đủ hết tất cả những cái từ này. Nhưng mà không nhất thiết là thứ tự của các từ đó nó phải đúng như thế này, thứ tự xuất hiện của những cái từ này nó phải đúng như vậy. Hoặc là không nhất thiết là chữ desktop với chữ computer nó phải đứng cạnh nhau. Thì khi mà chúng ta muốn cái độ chính xác nó tăng lên, hoặc là chúng ta muốn tìm kiếm chính xác hơn, thì chúng ta sẽ tìm kiếm một cái cụm từ. Thì cái cụm từ này nó nằm trong cú pháp của Google, là chúng ta thường phải dùng hai cái dấu ngoặc kép. Thì khi mà tôi ghi desktop computer nằm trong cặp dấu ngoặc kép như thế này, thì có nghĩa là những cái tài liệu nào, những cái trang web nào mà nó có hai chữ này nằm cạnh nhau, sát nhau như thế này, và chữ desktop nằm trước chữ computer, thì nó mới trả về trong kết quả. Như vậy khi tôi nhập hai cái dấu ngoặc kép vào, tôi tìm, tôi nhấn tìm, thì lúc đó kết quả chúng ta thấy là từ 40 mấy triệu kia nó rút xuống chỉ còn có khoảng 1 triệu 2 thôi.
Thì như vậy chúng ta, nếu chúng ta muốn cái kết quả của mình nó càng cô đọng, nó càng chính xác, cái từ khóa của mình nó phải có những cụm từ chính xác giống như là mình muốn tìm, thì chúng ta sẽ kết hợp bằng cái cú pháp của dấu ngoặc kép này. Còn nếu như mà chúng ta có thể là đặt cái dấu ngoặc kép nó ra ngoài này luôn, nguyên cái cụm từ lớn luôn, thì kết quả có thể là nó sẽ khác đi ha. Đó, thì ví dụ như ở trong trường hợp này, có thể là cái kết quả này là kết quả dự ước tính thôi ha. Trong trường hợp này có thể là nó không chính xác, là nhất thiết là nó phải nhỏ hơn. Nhưng mà cụm từ, những cái từ cụm từ nào mà nó có đó thì nó sẽ báo là không có. Còn cái kết quả này là kết quả nó gợi ý thôi. Nếu chúng ta tìm cái một cái từ quá dài bỏ trong cái hộp kép như vậy thì nó sẽ bảo là không tìm thấy chính xác cái trang web nào hoặc là cái nội dung nào có đầy đủ hết tất cả những cái nội dung như thế này. Còn cái kết quả này chỉ là cái kết quả mà nó ước lượng dựa cho cái không có ngoặc kép thôi, nghĩa là gợi ý cho chúng ta. Đó thì cái kỹ thuật mà tìm chính xác, hoặc là nếu mà chúng ta không biết là ở trong cái cụm từ này nó có một cái chỗ nào đó mà cái từ đó mình không nhớ hoặc là mình không quan tâm lắm, mình có thể dùng cái ký tự dấu sao để mình đưa vào, thì trong trường hợp này nó là tìm kiếm không chính xác. Không chính xác có nghĩa là nó chỉ cần chứa những cái nội dung này thôi, còn cái chỗ dấu sao này nó có thể chứa thêm một cái nội dung gì đó bất kỳ, thì lúc đó nó sẽ ra cái kết quả nhiều hơn ha, và nó sẽ có cái phần tổng quát của nó sẽ cao hơn, cái tính tổng quát của nó sẽ cao hơn. Rồi, vấn đề về cú pháp của Google, thì Google hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong cái chuyện là tìm kiếm theo những cái quy định riêng. Ví dụ nếu chúng ta muốn biết cú pháp của Google nó là cái gì thì ở đây tôi sẽ không nói chi tiết hết ha. Mà khi mà chúng ta vào cái trang chủ của Google á, nó có cái phần cài đặt ở trong này nè. Thì trong phần cài đặt nó có phần trợ giúp tìm kiếm, giống như là phần hướng dẫn sử dụng như đó. Chúng ta sử dụng Google thì chúng ta cũng phải tìm hiểu qua coi là Google nó cách dùng nó như thế nào. Thì trong này có rất là nhiều vấn đề, thì trong đó có cái vấn đề về tính năng tìm kiếm, thì chúng ta có thể đọc những cái nội dung trong này. Bây giờ nó đã có nội dung bằng tiếng Việt hết rồi, cho nên là rất là dễ cho chúng ta trong cái chuyện mà chúng ta sử dụng ha. Chúng ta cứ nghĩ là mình gõ cái chữ vào rồi nó ra kết quả thôi, nhưng mà thật ra là nó có nhiều cái cách gõ. Ví dụ như ở đây chúng ta có các cái phần ha, cách tìm kiếm trên Google, chúng ta vào chúng ta xem thử. Thì người ta có những cái mẹo, những cái thủ thuật, những cái cách làm khác nhau người chỉ cho chúng ta. Ví dụ như tìm kiếm bằng giọng nói nè. Ví dụ như là làm sao để chúng ta chọn từ khóa một cách cẩn thận để chúng ta tìm cho nó tốt nè. Rồi vấn đề về tự chính tả hoặc là viết hoa viết thường thì đừng quan tâm nè. Thì trong đó là có rất là nhiều cái mà Google người ta gợi ý cho chúng ta ha, người ta chỉ cho chúng ta. Rồi cái phần tìm kiếm nâng cao thì chúng ta có những cái toán tử tìm kiếm ở trong này. Đây tôi phóng to lên một tí xíu ha. Ví dụ như là chúng ta có thể là tìm theo giá, chúng ta dùng cái dấu đô la để chúng ta tính. Tìm theo thẻ, hashtag, cái này cũng thời gian gần đây cũng rất là quen thuộc ha. Hoặc là chúng ta muốn loại bớt những kết quả tìm kiếm thì cái này trong những cái phần phía sau tôi có nói. Ví dụ như mình tìm cái chữ hòa bình, nhưng mà mình không muốn nói đến cái tỉnh hòa bình mà mình nói đến những cái nội dung liên quan đến cái tính từ, ví dụ như là hòa bình chẳng hạn, thì mình có thể loại trừ những cái kết quả nào mà nó có chữ tỉnh ra thì người ta dùng cái dấu trừ. Hoặc là có thể dùng tìm kiếm theo khoảng, dùng dấu chấm chấm tức là từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Dùng phép OR để tìm kết hợp, tức là hoặc là cái này hoặc là cái kia, chỉ cần có một trong hai cái là được rồi chứ không nhất thiết phải là có cả hai cái, vân vân, rất là nhiều ha. Thì trong cái phần hướng dẫn của Google là người ta có hướng dẫn cho chúng ta cái vấn đề về cú pháp, thì tí nữa nó có những cái cú pháp đặc biệt phía sau nữa tôi sẽ nói thêm. Ví dụ mình muốn tìm một cái file PDF hoặc là một cái file PowerPoint chẳng hạn thì mình sẽ tìm như thế nào, thì nó có cái cú pháp để chúng ta gõ vào. Thì vấn đề là chúng ta gõ những cái cú pháp của Google vào trên cái ô từ khóa đó, nó sẽ giúp cho chúng ta lọc lại kết quả cho nó tốt hơn ha. Rồi, vấn đề về các cú pháp thì cái ngoặc kép này chúng ta biết rồi ha. Khi mà chúng ta bỏ cái ngoặc kép vào thì nó sẽ giúp cho chúng ta cô đọng cái kết quả lại. Tôi lấy ví dụ như mình gõ một cái nội dung như thế này ha. Bài giảng,
Thì nếu mình gõ chữ bài giảng nó có mặt kép thì nó sẽ tìm đúng những cái nội dung có cả chữ bài đứng trước chữ giảng kế sau. Còn nếu chúng ta không có hai mặt kép thì nhắc lại là chỉ cần trong cái tài liệu đó nó có chữ bài và có chữ giảng nằm ở vị trí bất kỳ là nó coi như là khớp rồi, thì nó sẽ có cái sự khác biệt ha. Rồi thí dụ như những cái tên môn học. Tên môn học thì mình có ví dụ như là môn nguyên lý hay là môn mạch điện chẳng hạn. Thí dụ như mình gõ môn mạch điện cơ bản chẳng hạn, hoặc là mạch điện không đi, thì đó bài giảng mạch điện xoay chiều 3 pha gì đó, thì khi mà chúng ta gõ như vậy thì nó sẽ tìm những cái tài liệu, những cái nội dung mà nó liên quan chính xác đến những cái cụm từ mà chúng ta đưa ra trên này. Như vậy dấu ngoặc kép là rất là chúng ta thường rất là dùng nha, rất là hay dùng. Thứ hai là dấu trừ nãy tôi mới vừa nói xong, tức là khi mình muốn loại bớt những cái kết quả mà nó không có chứa ở trong đó ra. Ví dụ ở đây tôi có thể tìm thử một cái từ như thế này nha. Ví dụ như mình có cái chữ cricket đi. Là con gì? Cricket thì nó là một cái môn thể thao và nó vừa là một cái danh từ, tức là nó là con dế. Cho nên khi chúng ta tìm thì có thể là nó thuộc hai cái lĩnh vực khác nhau. Mình đang muốn tìm cái cricket là về cái trò chơi thể thao, chứ không phải mình tìm được con côn trùng với con dế. Cho nên thí dụ mình không muốn nói cái gì mà liên quan đến con dế thì mình có thể gõ là trừ dế ra, tức là mình loại bỏ cái từ này ra. Thì trong cái tài liệu nếu có chữ dế thì nó sẽ không đưa vào. Thì khi mà chúng ta quan sát cái kết quả tí xíu ha, đây là nó có hình ảnh mấy con dế, mấy con cào cào gì đây nè, rồi kể cả những môn thể thao trong này. Thì khi mà chúng ta tìm, chúng ta loại trừ dế ra thì chúng ta thấy kết quả là nó đã bỏ bớt đi một số cái hình ảnh mà có những cái con dế ở trong đó rồi. Nó chỉ còn là chủ yếu là những cái hình thể thao. Đương nhiên là bên dưới có thể cũng còn một cái số hình những cái con không phải là gần giống con dế, nó là con châu chấu hay con gì đó mà trong cái tài liệu nó không có. Thí dụ nó có vẫn là có côn trùng nhưng mà nó không có nhắc đến chữ dế thì nó vẫn đưa vào đây. Thì chúng ta thấy là trong trường hợp này là chúng ta đã loại bớt được một số cái kết quả mà chúng ta không mong muốn nhìn thấy trên cái phần tìm kiếm của mình. Rồi vấn đề về file time, thì file time ở đây chính là cách để chúng ta tìm những cái tài liệu mà với cái định dạng file. Tôi lấy ví dụ ha, ví dụ mình gõ là bài giảng, rồi ví dụ môn cơ sở dữ liệu đi. Cơ sở dữ liệu là một cái môn học ở trong bên khoa công nghệ thông tin, ngành công nghệ thông tin. Rồi mình gõ là file time tức là cái loại file là PowerPoint, là file là PPT chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta tìm mà chuyển lại cái thẻ tất cả ha, thì tất cả những cái phần mà chúng ta nhập lại ở đây ha, file time hay chấm là PPT, thì nó hiện ra là tất cả những cái kết quả ở đây đều là cái định dạng file là PowerPoint hết. Chúng ta có thể lấy tương tự như vậy. Nếu chúng ta muốn tìm sách tài liệu giáo trình mà dạng file PDF thì chúng ta cũng có thể gõ vào là file time là PDF, hoặc là file Word, file chấm doc thì chúng ta gõ vào file time hay chấm doc. Thì đây là một phần cú pháp của Google và nó giúp cho chúng ta trong cái việc là tìm những cái định dạng tập tin mà theo như mong muốn của mình. Rồi vấn đề về in URL, rồi size, rồi define, vân vân. Thì in URL có nghĩa là chúng ta tìm kiếm trong địa chỉ của trang web. Ví dụ như ở đây mình có thể gõ là sư phạm kỹ thuật đi. Rồi in URL HCM UTE .vn chẳng hạn. Có nghĩa là chúng ta tìm trong những cái trang web mà nó có cái địa chỉ là như thế này. Thì in URL có nghĩa là mình tìm theo cái địa chỉ trang web ở trên này. Ví dụ trang địa chỉ trang web của trường mình, địa chỉ trang web của một cái nơi nào đó, một cái tổ chức nào đó chẳng hạn. Thì những cái cú pháp này nó giúp cho chúng ta tìm được như vậy. Hoặc là tìm trên một cái site thì nó cũng gần giống như vậy, tức là trên một cái trang web. URL thì nó nằm trong cái địa chỉ mà chúng ta nhập lên trên này nè, nó gọi là URL ha. Rồi define thì define á, là cái cú pháp mà cho phép chúng ta định nghĩa thôi. Ví dụ như mình gõ vào là define hai chấm cái chữ hồi nãy đi ha, chữ cricket hồi nãy đi đó, thì nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái trang từ điển hoặc là một cái trang nào đó mà nó giải thích cho chúng ta, hoặc là nó có thể dẫn cho chúng ta tới một cái trang Wikipedia. Thì Wikipedia chúng ta biết rồi, nó là một cái
bách khoa toàn thư mở một cái hệ thống mà gần như tất cả những cái thuật ngữ, những cái định nghĩa gì ở trên thế giới này có là người ta đều có cái phần giải thích hết, và nó có thể viết với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thì đây cũng là một cái cách mà chúng ta tìm nè, ví dụ mình muốn tìm hiểu về CPU đó nó là cái gì chẳng hạn, thì mình có thể gõ CPU rồi mình kèm thêm từ khóa là wiki vào, thì nó sẽ dẫn cho chúng ta tới cái trang là CPU wiki bằng tiếng Việt hoặc là wiki bằng tiếng Anh. Chúng ta có thể mở ra chúng ta xem thử ha. Đó là nó định nghĩa xem coi CPU là cái gì, và lịch sử ra đời từ cái phiên bản đầu tiên mới cho tới sau này nó phát triển, rồi cơ chế hoạt động, các thành phần, rồi vân vân, các nhà sản xuất, nói chung là rất nhiều, đầy đủ tất cả những cái thông tin về cái thuật ngữ của chúng ta hết luôn. Cho nên là vấn đề về thuật ngữ thì chúng ta có thể tìm qua những trang như là wiki, thì đây là những cái trang chuyên dụng. Một tí nữa tôi cũng sẽ có phần nói về cái phần này, hoặc là cái trang tiếng Anh, thì chủ yếu là wiki tiếng Việt là dịch ra từ cái trang tiếng Anh thôi. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn luyện tiếng Anh hoặc là chúng ta muốn khả năng tiếng Anh chúng ta tốt xíu thì khuyến khích là chúng ta nên đọc cái trang bằng tiếng Anh, vì đây là cái tài liệu gốc. Còn trang tiếng Việt thì thông thường người ta dịch bằng tay hoặc là người ta dùng công cụ để người ta dịch ra, thì nó nội dung nó tương tự thôi. Đó, thì đó là một số cái nội dung liên quan đến vấn đề về sử dụng cú pháp của Google ha. Thì đến đây thì tôi cũng tạm kết thúc luôn những cái phần liên quan đến tìm kiếm về văn bản, có nghĩa là văn bản và trang web. Thì chúng ta sẽ chọn từ khóa làm sao cho phù hợp và chúng ta nhấn vào chúng ta tìm thôi. Vấn đề thứ hai, tìm nội dung tìm kiếm thứ hai, thì tôi sẽ nói chút về tìm kiếm hình ảnh. Thì tìm kiếm hình ảnh đó, chúng ta có cách làm giống nãy tôi cũng đã làm rồi, đó là chúng ta dùng chính cái tìm kiếm của Google luôn, nhưng mà chúng ta chọn cái thẻ là thẻ hình ảnh. Ngay khi chúng ta tìm kiếm ở trong tất cả thì nó cũng có gợi ý cho chúng ta về cái việc tìm kiếm hình ảnh rồi. Thì cái hình ảnh này á là chỉ là cái hình ảnh giống như là cái đường link thôi, cái đường link dẫn tới cái hình ảnh. Còn khi mà chúng ta nhấp vào một cái hình ảnh ở trên cái trang này thì nó sẽ phóng to ra một cái hình ảnh to hơn, nhưng cái hình ảnh to hơn này cũng chưa phải là cái hình ảnh gốc, có nghĩa là độ phân giải của nó có thể cũng đã bị giảm đi rồi. Thì nếu mà chúng ta muốn xem cụ thể nó như thế nào thì chúng ta phải nhấp thêm một lần nữa, hoặc là chúng ta phải mở trong một cái thẻ mới để chúng ta mở cái trang gốc, cái trang mà chứa cái hình ảnh chính thức đó ra để chúng ta xem. Thì cái hình ảnh bên này nó mới là cái hình ảnh thật và chính thức, chính hình ảnh gốc của cái tài liệu. Cho nên là trong cái trang tìm kiếm của chúng ta ha, là chúng ta có thể dùng cái chức năng tìm kiếm hình ảnh. Gần như bây giờ là Google nó hỗ trợ chúng ta rất tốt trong cái chuyện tìm kiếm hình ảnh ở đây rồi. Còn ngoài hình ảnh ra, thí dụ tin tức, video, bản đồ, hoặc là có những cái khác như là sách, thậm chí là chuyến bay gì đó, thì Google nó đều hỗ trợ chúng ta trong cái chuyện tìm đó. Thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm ha. Ở đây chủ yếu chúng ta quan tâm đến ba vấn đề: thứ nhất là văn bản, thứ hai là hình ảnh, và thứ ba là video thôi. Thì hình ảnh đó chúng ta cũng nhập từ khóa giống như vậy đó. Thì ở đây thí dụ như tôi gõ vào đi ha, ví dụ tôi gõ vào là hoa hồng đi, thì đương nhiên là ở dưới này sẽ hiện ra một loạt những cái hình ảnh rất nhiều, chúng ta có thể kéo dài và kéo đến đâu thì nó sẽ load đến đấy. Thì đây là một cái phần mà tôi nghĩ là chúng ta rất là hữu ích cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta thí dụ như mình cần là một cái trình chiếu, một cái PowerPoint, hoặc là chúng ta muốn lấy một số tài nguyên để phục vụ cho cái tài liệu của mình, thì chúng ta có thể dùng cái chức năng tìm kiếm hình ảnh này. Ngoài ra thì nó còn một cái tính năng gọi là tìm kiếm hình ảnh ngược, cái này tôi cũng giới thiệu thêm một tí xíu ha. Thì ví dụ như bây giờ tôi có một cái hình, một cái bông hoa, hình một cái bông hoa hồng, có thể là cái bông hoa đó tôi không biết nó tên gì, cho nên là bây giờ nếu mà tôi gõ cái từ khóa vào, đây là cái hình tôi có sẵn ha, tôi gõ cái từ khóa vào nó là hoa hồng chẳng hạn, thì có khả năng là nó sẽ không ra được cái hoa giống như vậy, hoặc là những cái hình tương tự cái loại này. Thì Google nó cung cấp cho chúng ta một cái tính năng, đó là chức năng tìm kiếm hình ảnh ngược. Thì chúng ta để ý là trên cái phần hình ảnh nó có một cái hình cái camera chỗ này nè, camera ở đây ha, chúng ta click vào đây thì chúng ta có thể đưa cái địa chỉ của cái hình ảnh đó vào, hoặc là chúng ta tải cái ảnh đó lên. Thì cái ảnh hồi nãy tôi đã lưu ở trên máy của mình rồi, cho nên tôi sẽ tải cái ảnh đó lên. Tôi tải cái ảnh của cái hình hoa đi ha, hình bông hoa đó ra ha. Tôi đẩy cái ảnh đó lên trên Google. Đó, thì chúng ta thấy là
Google nó nhận biết được cái hình đó là cái hình bông hoa, và thậm chí là nó còn nhận ra được cái tên của cái hoa hồng đó là hoa hồng Almaji gì đó ha, và nó đưa thành một cái từ khóa như thế này. Và nếu mà chúng ta muốn tìm kiếm thì chúng ta có thể nhấn vào để chúng ta tìm, và bên dưới thì nó sẽ hiển thị ra những cái hình ảnh tương tự, và chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là đó, thật sự đúng là những cái hình mà nó đưa ra đây là cùng một cái loại hoa với lại cái hoa mà chúng ta đã yêu cầu Google tìm kiếm. Chúng ta có thể là biết được cái tên của cái hoa đó luôn, Google nó tự nhận ra được cái hình ảnh như vậy. Và tương tự như thế, chúng ta có thể đưa những cái hình ảnh khác để chúng ta tìm, thì nó sẽ gợi ý chúng ta những cái hình ảnh tương tự. Ví dụ mình đưa hình một cái lưỡi tre lên thì nó sẽ toàn ra hình là tre không đó. Thì đó là một số cái vấn đề liên quan đến chức năng là tìm kiếm bằng tìm kiếm hình ảnh. Chúng ta có thể tìm trong những cái trang web chuyên dụng, thì có những cái trang web mà nó chuyên cho người ta upload ảnh lên, ví dụ như là Pinterest hoặc là những cái trang tương tự, thì chúng ta vào những cái trang đó để chúng ta tìm thì nó sẽ cho chúng ta kết quả tốt hơn, hoặc là những cái hình ảnh ở trên những cái trang đó nó sẽ có cái chất lượng tốt hơn, độ phân giải cao hơn hoặc là sắc nét hơn nhiều vân vân, thì chúng ta có thể là tìm. Và đặc biệt là trong một số cái trang về chuyên ngành, ví dụ như chúng ta học kia về chuyên ngành may, hoặc là chuyên ngành chúng ta là về cơ khí chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ có những cái trang để có hình ảnh riêng về cái lĩnh vực của mình, thì mình vào những cái trang đó mình tìm nó sẽ cô đọng hơn, nó sẽ tập trung hơn và chúng ta tìm chung. Còn Google thì nhắc lại là nó vẫn hỗ trợ chúng ta trong cái việc tìm kiếm thông tin rất là chung chung thôi. Tìm kiếm video thì chúng ta cũng giống như vậy ha, Google vẫn hỗ trợ chúng ta trong cái vấn đề về tìm kiếm là video. Ở dưới này nó sẽ có những cái link, và chúng ta thấy là đa phần là phần nhiều link là dẫn chúng ta tới những cái video trên cái trang web mà host video lớn nhất đó là YouTube. Thì chúng ta có thể vào trực tiếp YouTube để chúng ta search. Thì trên YouTube chúng ta có thể tìm kiếm theo những cái từ khóa, và những cái từ khóa đó nó cũng áp dụng cái cách làm gần giống như là chúng ta dùng với Google ha. Thì đây nó có một cái ô từ khóa để chúng ta tìm, và chúng ta vẫn dùng những kỹ thuật để lựa chọn từ khóa làm sao đó để chúng ta tìm. Ví dụ như đây tôi gõ vào một cái tôi dùng cái ngoặc kép nha, tôi gõ vào ví dụ như là lập trình Android chẳng hạn đó, thì trên này nó sẽ đề xuất cho chúng ta một số cái trên này. Đây ví dụ như đây là có một cái khóa học lập trình Android của tác giả Khoa Phạm chẳng hạn, là trong đó nó có một cái danh sách gần 200 video khác nhau. Hoặc là chúng ta cuộn xuống dưới thì chúng ta sẽ thấy là nó có rất nhiều cái video riêng lẻ đó. Hoặc là chúng ta có thể là gõ những cái từ khóa khác, ví dụ như là lập trình PLC chẳng hạn, mình điều khiển, thì bên này cũng vậy. Thì trên cái YouTube hiện nay là nó có một cái kho tài nguyên rất là lớn về những cái video hướng dẫn, tutorial, rồi mô phỏng, rồi thậm chí là bài giảng vân vân. Thì chúng ta có đây cũng là cái nguồn rất là tốt để chúng ta tìm kiếm những cái hướng dẫn, những cái bài giảng cũng như là những cái phần khóa học online để chúng ta có thể theo đó mà chúng ta tự học được. Thì đó là cái vấn đề về tìm kiếm video ha. Thì đó là một số cái nội dung. Còn về tài liệu thì chúng ta cũng dùng cái chức năng tìm kiếm tài liệu, tìm kiếm văn bản của Google thôi, nhưng mà chúng ta sử dụng những cái từ khóa mình lồng ghép vào. Ví dụ như là mình muốn tìm giáo trình thì mình gõ vào chữ giáo trình, hoặc là bài giảng, tài liệu, rồi ebook vân vân. Hoặc là chúng ta sử dụng cái cú pháp Python như tôi nói hồi nãy, thì thông thường á là nó có một số cái website mà cung cấp cho chúng ta ebook miễn phí. Đây tôi lấy ví dụ ha, tôi gõ vào từ khóa là ví dụ như là top 10 free ebook site, tức là tôi muốn tìm danh sách những cái trang web mà nó cung cấp sách điện tử miễn phí. Thì chúng ta thấy là người ta giới thiệu cho chúng ta là có 29 website, rồi 32 website, hoặc là 10 cái website gì đó, thì chúng ta có thể vào đây. Thì trong này là rất là nhiều sách ha, tất cả các thể loại luôn, và
chúng ta có thể download. Đó, người ta giới thiệu cho chúng ta từng cái site, và trong từng cái site thì nó sẽ có những cái nội dung cụ thể trong đó. Ví dụ như cả ngay cả Amazon nó cũng cung cấp cho chúng ta cái phần trang sách miễn phí, vân vân ha. Thì đó là những cái nội dung mà liên quan đến vấn đề là chúng ta làm sao chúng ta tìm được tài liệu trong các cái trang chuyên dùng. Còn nếu như mà sau này bạn nào mà có quan tâm đến những cái bài báo khoa học chẳng hạn, ví dụ như mình làm đề tài luận văn có liên quan đến những cái chủ đề ví dụ như là về blockchain, hoặc là ví dụ về AI, trí tuệ nhân tạo, hoặc là những cái chủ đề rất là mới hiện nay và chúng ta cần tham khảo những cái bài báo khoa học, thì chúng ta cũng có thể dùng Google để tìm, hoặc là chúng ta cũng có thể vào những cái trang mà người ta chuyên cung cấp các cái tài liệu và liên quan bài báo và các cái lĩnh vực chuyên ngành của mình để chúng ta tìm. Thì nhắc lại là chúng ta có thể tìm tài liệu từ rất là nhiều nguồn, thì trong đó chúng ta kết hợp với những cái từ khóa. Thì lưu ý một chút xíu là khi mà chúng ta tìm trên Google á, thì nó có cái vấn đề như thế này. Ví dụ tôi gõ vào ha là bài giảng thiết kế máy đi ha. Rồi. Thì khi mà chúng ta gõ vào cái bài giảng á, thì nó hiện nay thì nó dẫn cho chúng ta tới một số cái trang, ví dụ như là tài liệu.vn, và những cái trang đại loại như thế này thì nó rất là nhiều. Khi chúng ta vào đấy thì gần như là chúng ta thấy có rất là nhiều bài giảng nè, rồi giáo trình nè, tài liệu, là báo cáo, là thậm chí là luận văn gì trong đó. Nhưng mà một số cái thì có thể download miễn phí, còn đa phần đó là yêu cầu là chúng ta phải trả phí, chúng ta phải nhắn tin điện thoại tới để lấy mã để download gì đó. Thì những cái trang này thường á là tài liệu trên đó cái nguồn gốc nó không có rõ ràng ha, và vấn đề bản quyền nó cũng sẽ không có đảm bảo, cho nên là những cái trang này á, thì chúng ta nên hạn chế lấy những cái tài liệu từ những cái trang này ha. Chúng ta có thể tìm những cái trang nào mà người ta cung cấp cho chúng ta cái tài liệu thực sự đúng là miễn phí và cái nguồn gốc nó rõ ràng thì chúng ta có thể lấy. Ví dụ như là những cái trang như là thư viện số đó, rồi tài liệu.vn hoặc là 123doc.net, thì rất nhiều những cái trang kiểu như vậy. Các bạn hay có cái nhiều khi mình làm đồ án chẳng hạn, mình bí cái mình chạy ra đây mình tìm coi có một cái báo cáo nào mà đề tài nào nó giống cái đề tài của mình hay không, rồi mình lấy về mình xào nấu lại xíu rồi mình xem nộp, thì cái đó là chúng ta không được khuyến khích ha. Những cái trang như vậy là người ta kinh doanh nó cũng không có vấn đề gì về bản quyền, cho nên là chúng ta lưu ý. Trên internet thì có rất là nhiều thứ, nhưng mà về chất lượng, về những cái vấn đề về pháp lý, về bản quyền thì chúng ta cũng phải xem xét, cân nhắc khi mà chúng ta sử dụng. Chứ không phải là cái gì mà chúng ta tìm được ở trên internet thì cái đó nó cũng tốt, và không phải cái gì chúng ta tìm được trên internet thì chúng ta cũng có thể sử dụng được. Thậm chí là khi chúng ta tìm được cái đó rồi, cái độ tin cậy của nó, cái tính chính xác của cái tài liệu đó có thể nó cũng sẽ không đảm bảo, mà chúng ta phải có những cái kỹ thuật. Ví dụ như là mình phải tìm từ nhiều nguồn khác nhau, mình phải so sánh, mình phải đối chiếu xem coi là những cái mà mình tìm được đó nó có đồng nhất với nhau không, nó có nhất quán với nhau không, để chúng ta có một cơ sở để chúng ta đánh giá cái độ tin cậy của cái nguồn tài liệu mà chúng ta tìm. Chứ tránh cái tình trạng là các bạn tìm được một cái gì đó nó giống với cái mình đang muốn và các bạn mừng quá, các bạn vơ lấy cái đó chúng ta sử dụng ngay mà chúng ta không có xem xét lại, chúng ta không có đánh giá lại xem cái mức độ chính xác của cái thông tin đó nó có ở mức độ nào, thì cái đó cũng không phải là một cái thói quen tốt ha. Thì đó là một số vấn đề mà liên quan đến nội dung tìm kiếm trên internet mà tôi trình bày với chúng ta. Thì bây giờ ngắn gọn lại thì cuối cùng là làm sao để chúng ta có thể tìm kiếm được thông tin trên internet một cách hiệu quả. Thì đây là một số cái ý, có thể nó là hơi chủ quan một tí xíu thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể xem xét ha. Ví dụ như trước tiên, trước khi mình đi tìm kiếm thì mình phải luôn luôn suy nghĩ xem coi là mình đang cần tìm cái thứ gì. Chắc chắn là nếu mà mình không biết là mình tìm cái gì thì rõ ràng mình sẽ rất là khó tìm. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái kỹ năng sử dụng ngôn ngữ một tí xíu. Giống như tôi nói hồi nãy là có những cái tài liệu, rất nhiều cái tài liệu chúng ta gần như bắt buộc phải dùng cái từ khóa ngôn ngữ là tiếng Anh để chúng ta tìm ra được những cái tài liệu đúng gốc mà tiếng Anh để chúng ta dùng. Tiếng Việt hoặc là những ngôn ngữ khác có thể nó sẽ không có. Và cái kỹ năng chọn từ khóa,
Thì cái này như tôi nói là chúng ta có cái khả năng ngôn ngữ rồi, chúng ta dùng nhiều nữa thì cái kỹ năng chọn từ khóa của chúng ta càng ngày nó sẽ càng tốt lên. Thì nó giống như là một cái kỹ năng, cho nên nếu mà nó là kỹ năng rồi thì chúng ta phải luyện tập thôi, chúng ta phải dùng nhiều thôi. Ví dụ mình tìm từ khóa này, mình thấy là nó ra kết quả không tốt lắm, mình đổi từ khóa khác, mình thấy nó ra kết quả tốt hơn. Thì tự nhiên mình sẽ có một cái kinh nghiệm là lần sau mình tìm cái nội dung đó hoặc là cái vấn đề như vậy thì mình nên chọn từ khóa là như vậy. Thì cái đó mỗi người sẽ tự rút ra cho mình được cái kinh nghiệm thôi. Thì cái việc mà chúng ta chọn cái từ khóa đó gần như nó là cái yếu tố quyết định để xem coi chúng ta có tìm được cái mà chúng ta muốn tìm hay không, và chúng ta có tìm được cái đó một cách nhanh nhất hay không. Chúng ta chọn một cái từ khóa làm sao mà khi chúng ta gõ vào trong trang tìm kiếm của Google, trong vòng 10 hoặc là 20 cái kết quả đầu tiên mà nó xuất hiện đúng cái mà chúng ta muốn tìm, thì đó là cái kỹ năng của chúng ta là được đánh giá là tốt. Và thêm nữa là chúng ta có thể khai thác thêm những cái cú pháp hỗ trợ của Google để chúng ta tăng cái tính hiệu quả của cái tìm kiếm, và đương nhiên là nó cũng là một phần trong cái việc là chúng ta đã chọn từ khóa.